em đến với chương trình học sinh học trường trung học cơ sở Hồng Quang. Trước khi học bài mới, cô có câu hỏi để các em cần phải nắm các kiến thức ở bài cũ. Câu 1, những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? Ở câu này các em cần phải nêu được. Điều kiện bên ngoài đủ nước, đủ không khí, nhiệt độ thích hợp. Điều kiện bên trong chất lượng hạt giống tốt. Câu 2, vậy những cái hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất? Các em cần phải nêu được 5 ý. Thứ nhất, sau khi gieo hạt gặp mưa to, đất ngập úng thì phải tháo nước ngay. Thứ hai, phải làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt. Thứ ba, khi trời rét phải ủ rơm rạ cho hạt. Thứ tư, phải gieo hạt đúng thời vụ. Thứ năm, phải bảo quản tốt. Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu tiết 44 bài 36 tổng kết về cây có hoa. Ở bài này, cô cùng các em sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã, cây là một thể thống nhất. Phần 2 La Mã chúng ta sẽ học ở tiết sau. Một nhỏ, sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa. Vậy, cây có hoa có những cơ quan nào? Các em quan sát hình 36.1. Sơ đồ cây có hoa. Nhìn vào sơ đồ này, các em sẽ dễ dàng chỉ ra được. Ở cây có hoa có các cơ quan. Rễ, thân, lá thuộc nhóm cơ quan sinh dưỡng. Hoa, quả, hạt thuộc nhóm cơ quan sinh sản. Vậy, sự thống nhất giữa cấu tạo của mỗi cơ quan với chức năng của mỗi cơ quan được thể hiện như thế nào? Thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu bảng sách giáo khoa trang 116. Hoặc các em nhìn trên bảng trên hình chiếu của cô. Các em sẽ hoàn thiện cho cô bằng cách nối cột chức năng với cột đặc điểm cấu tạo. Ở bảng này các em chú ý, ở cột đầu tiên cô đã phân mỗi chức năng của các cơ với một cơ quan tương ứng, đúng nào? Thì ở đây có cơ quan sinh sản là quả, hoa và hạt. Cơ quan sinh dưỡng là lá, thân và rễ. Và đây là đáp án của cô. 1C, 2E, 3D, 4B, 5G và 6A. Vậy thông qua cái bảng này, tiếp theo là hoa. Hoa thì ở đây, hoa có chức năng là thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả. Và để thực hiện được chức năng này thì hoa đã có cấu tạo gồm hạt phấn ở trong có rất là nhiều hạt phấn, đúng nào, ở trong nhụy, cơ quan nhụy thì có nhiều hạt phấn, còn nhụy thì có nhiều gì đây, có noãn ở trong bầu nhụy, đúng nào, và trong hạt phấn thì có tế bào sinh dục đực, trong noãn thì có tế bào sinh dục cái. Chính vì cấu tạo này đã giúp cho hoa thực hiện là gì, thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả. Vậy ở đây, cấu tạo của cơ quan hoa đã phù hợp với chức năng của cơ quan hoa. Vậy, qua cái phần mà cô vừa đưa ra cho các em, cộng với cái bảng các em vừa hoàn thiện, đúng nào? Thì chúng ta thấy rõ được rằng sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa, đúng không? Cơ quan nào có chức năng gì thì sẽ có cấu tạo phù hợp với chức năng đấy. Và các em biết không, không có, chỉ có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan, mà còn có sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan với nhau. Vậy sự thống nhất này như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu phần 2 nhỏ. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa. Sơ đồ hình 36.1, đây là sơ đồ cây có hoa. Để hiểu rõ về sự thống nhất giữa các cơ quan với nhau về chức năng thì các em trả lời câu hỏi sau. Thứ nhất, lá muốn thực hiện chức năng quang hợp cần sự hỗ trợ của cơ quan nào? Vậy các em lại tưởng tượng lại cái bài quang hợp mà các em đã học, và đây là sơ đồ quang hợp, đúng không nào? Quang hợp xảy ra khi có nước, mà ở lá muốn có nước thì phải nhờ cơ quan rễ có các tế bào lông hút nước, và từ rễ mà chuyển đến lá, để chuyển nước đến lá thì phải nhờ cơ quan thân có bó mạch gỗ mũi tên màu đỏ đấy chuyển nước từ cơ quan rễ lên cơ quan lá. Vậy ở đây lá muốn thực hiện chức năng quang hợp cần sự hỗ trợ của hai cơ quan, đó là cơ quan rễ và cơ quan thân. Tiếp theo câu thứ hai, khi hoạt động của lá giảm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nào ở cây?
hoạt động của lá giảm, thì cái nước hút, sức hút nước của rễ cũng sẽ giảm. Và khi giảm như vậy thì sản phẩm của quá trình quang hợp là tinh bột tạo ra sẽ giảm. Mà tinh bột là chất hữu cơ của lá được mạch dây vận chuyển đến các cơ quan khác của cây. Thì lúc này chất hữu cơ giảm thì các bộ phận khác của cây được nhận chất hữu cơ hay chất dinh dưỡng từ lá giảm, khiến cho cây còi cọc kém phát triển, đúng nào? Vậy hậu quả của nó ở đây chính là còi cọc kém phát triển, sinh trưởng chậm và năng suất thấp, đúng nào? Vậy ở đây hoạt động của lá giảm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan rễ, đến cơ quan hoa quả hạt toàn bộ cây, và hậu quả là sinh trưởng phát triển chậm, năng suất kém. Vậy qua hai câu hỏi này, các em đã thấy sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan chưa? Cơ quan lá, cơ quan rễ hay cơ quan hoa, quả và hạt không hoạt động riêng lẻ mà nó có sự thống nhất chặt chẽ, liên kết chặt chẽ với các cơ quan còn lại. Nếu hoạt động của cơ quan rễ hút nước yếu sẽ làm cho hoạt động của cơ quan lá giảm, quang hợp giảm. Quang hợp giảm như vậy thì lượng chất hữu cơ tạo ra để cung cấp cho các bộ phận khác của cây như hoa, quả, hạt, rễ, thân lá đều giảm. Vì vậy, hoạt động của lá giảm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động của các cơ quan khác. Như vậy, ở đây đã có sự liên kết chặt chẽ giữa chức năng của các cơ quan của cây có hoa với nhau, đúng không nào? Vậy các em cần nắm được cho cô, đó là chính vì sự thống nhất này giữa các cơ quan của cây với hoa với nhau nên khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây. Ví dụ như là rễ hoạt động yếu, sức hút nước yếu thì dẫn đến lá chế tạo ít chất hữu cơ hay chính là ít chất tinh bột và sẽ dẫn đến là cây còi cọc và chậm lớn. Sau đây cô có ví dụ về ở thực tế của chúng ta, đúng nào? Nếu chúng ta trồng rau mà chúng ta không tưới nước, hoặc các em có thể là quan sát trên những cái mảnh ruộng hoặc là mảnh đất mà trồng rau không tưới nước, đất khô hạn, thì ở đây các em quan sát thì đây, lá thì gì ấy, rất là nhỏ, không xanh tốt, cây còi cọc, chậm lớn. Vì sao? Qua phần nội dung bài học. Ở đây các em lại nhìn lại cái sơ đồ quang hợp các em học, đúng không nào? Ở đây ít nước thì khả năng dễ hút nước là gì đấy? Dễ hút được nước rất là ít, đúng không nào? Vậy như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ quan lá. Đấy, vậy cơ quan dễ đã ảnh hưởng đến cơ quan lá là gì đấy? Là gì? Là lá. Thì nước sẽ vận chuyển theo mạch gỗ lên lá, thì lúc này lượng nước lên lá sẽ rất là ít. Ít như vậy thì khiến cho quá trình quang hợp của lá để chế tạo tinh bột là ít. Lượng chất hữu cơ, tinh bột chính là chất hữu cơ, được tạo ra ít để cung cấp đến toàn bộ các cơ quan còn lại. Khiến ít, đúng nào? Vì vậy khiến cho cây gì đấy? Còi cọc chậm lớn, năng suất thu hoạch thấp, đúng nào? Vậy, ở bài hôm nay, bài tổng kết và cây có hoa tiết 1, thì các em cần phải nắm được cho cô vì sao cây là một thể thống nhất. Các em phải nêu được cây là một thể thống nhất vì có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan. Ví dụ như là cấu tạo của cơ quan rễ phù hợp với chức năng của cơ quan rễ, đúng nào? Tương tự các cơ quan còn lại cũng như vậy. Thứ hai, sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan với nhau, đó là gì ấy? Có sự thống nhất chức năng của cơ quan rễ với cơ quan thân, cơ quan lá, cơ quan hoa và cơ quan quả. Tại vì gì đây? Khi mà cơ quan rễ hút nước, đúng nào? Thì cơ quan lá mới có nước để thực hiện quá trình quang hợp, đúng không? Nó có sự liên kết chặt chẽ với nhau giữa chức năng của các cơ quan. Vấn đề thứ ba các em cần phải nắm, đó là khi chính vì có sự thống nhất giữa các chức năng của các cơ quan như vậy, đúng nào? Cơ quan này ảnh hưởng đến cơ quan kia, liên kết chặt chẽ,
nên khi tác động vào một cơ quan, ví dụ tác động vào cơ quan rễ, sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây. Ví dụ như là sức hút nước của chúng ta là gì? Sức hút nước của cây ít thì ảnh hưởng đến cơ quan lá, và cơ quan lá quang hợp yếu tạo ra tinh bột ít thì ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan khác của cây, làm cây còi cọc chậm phát triển, đúng nào? Vậy bài học hôm nay của các em đến đây là kết thúc. Các em về nhà, các em phải học bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa, đồng thời các em làm bài tập trong sách bài tập, ghi bài nội dung, ghi bài vào vở và làm bài tập trong vở ghi mà cô giao. Bài sau thì các em chuẩn bị tiếp bài tổng kết và cây có hoa tiếp theo. Bài học của các em đến đây kết thúc. Chúc các em học bài và làm bài tập tốt.